everybody, welcome to Hell VKT. Xin chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game thể loại Tam Quốc. Nhưng mà thể loại chibi siêu dễ thương, cute các kiểu con đà điểu. Và game này không phải là game app APK gì hết. Đó là một con game HD. Đó là cái gì vậy? H5 lộn. Tối ngày cứ coi phim HD rồi cứ HD. Thì HD này là cũng là bản mới nha. Heo thấy giới thiệu là màn hình đứng, nhưng mà heo vô là trên PC là nó ra cái màn hình chà bá luôn các bạn ơi. Đó, nên là anh em chơi game trên Android, iOS, PC gì là thấy chơi cũng được nè. Đó, xây màn hình ngang qua là nhân vật chà bá luôn, màn hình động thênh thang luôn. Đó, chứ không có phải mà bó buộc ở trong một cái không gian nhỏ nhỏ xinh xinh màn hình đứng ha. Đó, rộng góc 360 độ luôn chứ. Ok, nhưng mà cái này nhìn giống phiên bản tu tiên gì Tây Du mà hôm bữa quá ta. Mới vô rồi chưa có tướng tá gì hết nè. Đi bắt đúng không? Đây, đúng rồi. Đó, đánh Hàn Nguyên thu phục. Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi thấy bản này quen quen mà bởi vậy. Cái này nó nhìn cũng giống như là cái con Tây Du mà đi bắt mấy con khỉ về ép lên con Ngộ Không đó anh em. Ôi nhưng mà loại này mình chưa chơi bao giờ nha. Heo chưa bao giờ chơi cái thể loại này luôn. Ngon, game mới. Ôi tính ra năm nay nhiều game mới quá nha, nhiều thể loại mới nha. Link theo để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha anh em ơi. Anh em nào có chơi thì có thể tải về và trải nghiệm thử nha. Đó, ngon lành cành đào, đó. Ok luôn. Gì? Thần Tử Hoàng. Đây là Tử Hoàng. Rồi đó, ép lên, rồi ép lên từ từ các bạn ơi. Cái này là tiểu Tam Quốc thôi gì vậy? Rồi, cái này thôi để đến với thông tin server cái đi. Rồi heo sẽ chạy nhiệm vụ cho nó đi vô cái phần hương thành nha, thành trì nè. Level 22 mới vô được. Rồi, để tí. Đây. Tiểu Tam Quốc Chí chính thức ra mắt server 1 ngày 10 tháng gì? 10 giờ ngày 26 tháng 2. Chơi game tại Tiểu Tam Quốc Chí .com tặng Tân Hữu 100.000 kim nguyên bảo cài chay lên VIP 10. Tân Hữu nè, Tốt nè ha. Rồi tự kiện Long Tinh Lai Xe nhận quà cực xịn. Ok, quà tặng toàn bộ anh em tham gia sự kiện nhận được một feed code Long Tinh ra mắt. Ok, like, share, comment cái kiểu. Rồi săn bot đấu giá BK24/7 giao dịch tự do, không lo về giá, cài chai lên VIP 10 ha. Nạp ATM Momo khuyến mãi 200% hotline nè. Đó, ok. Rồi, nào, để chạy cho lên level cao cái nào. Mà để coi code thì ở đây có không. Đúng rồi, fit code. Nè, code nó có ghi sẵn luôn nè. Nhưng mà con này hôm bữa trước là chơi là bị cái phần mà gọi là cái gì quên mẹ nữa rồi. Bị cái phần sao không tắt được. Ok, rồi. Nào, bỏ qua luôn. Ok. Nè, có hư nè. Đó. Trước là bị kiểu như là nhập code mà không nhận quà, cái nó bị mất các bạn. Đậu xanh đó. Nên là giờ biết rồi. Mình nhập code là mình vô mình nhận quà luôn. Đây, ok. Cánh nè. Cửa nè, rồi. Code này mình nhận chưa ta? Ok, nhận hưởng thành công. Ủa vậy còn cái vé quay tướng đâu? Rồi lại một lần nữa cái vé quay tướng nó đi theo ông bà ông giải rồi. Không thấy cái vé quay tướng ở đây luôn.
Ủa, nhập code vô rồi mà không thấy cái vé gì quay tướng ta. À, su web 100.000. Ôi. Ôi. Đây, nhập lại coi. Ồ, bây giờ mình mới nhận nè. Ủa, vậy hồi nãy nhận code gì vậy? Ờ, hay. Ôi, nãy không biết nhận code gì luôn anh em. Đậu phộng đó. Rồi, để chạy lên level cao cao quá đã. Ok, đợi tí. Ờ, nhưng mà Heo nghĩ là chúng ta nên lấy cái su web. Nè, đây nè. Đó. Đang test. Trời ơi. Đó. Ủa. Ờ, đúng rồi, Heo đang server test mà. Đúng rồi. Tới 10 giờ sáng mai. Đúng không? Coi lại cái này coi. Đúng rồi. Tới 10 giờ sáng mai mới up bên. Đó. Vậy đi mua đồ được các bạn. Đây. 100.000 đu ép đang có. Vòng quay. Đây, có vòng quay. Chúng ta không có lực quay nào hết. Ok. Vật phẩm. Ôi, độc bộ thiên hạ. Rồi tề thiên đại thánh. Ê, mua cả tề thiên đại thánh của mày. 200.000 hả? Ok, theo nghĩ là chúng ta nên đi nạp bộ game thôi. Ok, các gói 3 triệu hả? Rồi, 1 triệu. Ok, vậy là chúng ta chỉ được mua nào, ví dụ mua gói này xác nhận. Đây, 50.000. Ok. Mua một gói. Nhận được tướng. Trời ơi. Rồi, nhân vật nè ha. Rồi. Người ta đổi con nhân vật coi. Ủa. Đổi con tướng. Tướng nè. Ra trận nè. Tướng ra trận. Bảo vệ bảo mật. Ok liền bầu ơi. Trời ơi. Gì đây? Thần Triệu Vân. SSR. Hợp lý. Quá là hợp lý. Ôi. Nè, còn VIP thì game này là cài được full ha. Đường quá lên. Ok. Hết rồi. Rồi nhận được qua ải hả? Ok, đây. Ủa chưa nữa. 200. Giả chiến thắng lợi 2 lần. Chưa mở. Qua ải 6, ải 7 gì mới mở. Đậu phòng đường. Muối tiêu chanh. Nhiệm vụ hàng ngày nữa nè hả. Ok. Ơi tính ra một chút mà nếu mà vô trong hành rồi là mở cái phần kia ra là chúng ta mở cái phần chiêu mộ ra là chúng ta được nhiều hero lắm anh em. Ok. Rồi. Ta nạp đầu rồi bầu ơi. Đó. Ngon nha. Nạp đầu lấy con Triệu Vân quẩy hơi bị sung luôn á anh em ơi. Được đó. Trời ơi, Triệu Vân là one shot. Đó, tiếp tục luôn. Quá đã. Nói gì nữa. Ok. Chiêu mộ, ok. Cường quá luôn. Thiêu chiến. Hồi đó chơi ngu. Trời ơi, mấy game kiểu vậy nè. Vô cái đầu mua A-ship. Trời ơi, nâng level lên. Tới chừng mà đánh mấy con boss đánh đâu có lại đâu anh em. Tại vì nó level quá cao rồi, mình đâu có thể nào mình đánh lại được. Đầu hồng nó hư cái con này. Trời ơi. Thời khắc thật là vi diệu. Đây, ok. Tự động đi cho lẹ bồ ơi. Đó, kiểu chiến. Kiểu chiến luôn nè. Ok. Ôi ơi, ủa, đúng rồi, đó. Ôi, tí gì hằng thiên. Đó, rồi, VIP, lên VIP nào. Đó, lượm, lên VIP 2. Đó. Rồi, VIP 3 thì làm hết, đóng nhiệm vụ này thì sẽ lên. Ok, bình thường. Bình thường như chuyện ở phường. Nào, bỏ qua. Có trang bị, thiêu chiến tiếp. Đó, game dễ chơi ha. Chibi, theo thể loại chibi. Ok. Nhân vật, rồi. Ây da, nó kích điện hơi đau các bạn ơi. Gì đây? Thần thủ. Ủa, chúng ta vô được sẵn chưa? Một cái nhiệm vụ nó mới mở hả? Trời ơi.
phải đủ, nó ghi là đủ một cái nhiệm vụ nó mới mở. À, đã vô đã vô. À, triệu hồi triệu hồi. Rồi rồi rồi, gì đây, hướng dẫn đồ ha. Trời ơi, thôi nào. À, triệu hồi miễn phí một lần ha. Chu hái ha. Ok. Rồi triệu hồi tiếp. Mình có 100 lần lận mà. Đó. Nào, ra con gì? Ôi, Quang Vũ. À, nhưng mà Quang Vũ này, Quang Vũ nhỏ xíu à. Ôi, siêu tôm kiên. À. Ngon ngon ngon. Ôi, gì nữa đây? Ôi, đâu dễ vậy? Thần chư chất lượng. Ủa, tỷ lệ ra ngon vậy bộ? Quay một lần mà ra hai con SSR. Ôi, ngon ngon. Thần tử hoàng luôn. Ủa, ra nữa không? Trời ơi, tỷ lệ siêu ngon luôn. Lữ bố nè hả? À. Gì đây? Trời ơi, đại kiều. Tưởng đâu là cho ra SSR nữa chứ. Tôn quyền. Rồi hết rồi quá. Động trác. Hết rồi. Ơ hèn. Con gì đây? Trúc Dung. À, rồi rồi rồi, 50 lần nữa. Ok, động trác. Động trác nữa. Động trác nữa đi. À, Triệu Vân, mình có siêu thần Triệu Vân rồi anh em ơi. À, nào, con gì đây? Tôn quyền. Ủa hồi nãy giờ quay một lèo ra ba con SSR. Xong rồi là hồi nãy tới giờ là chưa ra được con SSR tiếp theo nha. Trời ơi. Sao vậy? Theo tưởng đâu là tỷ lệ nó mượt lắm chứ. Ok, rồi 10 lần cuối không ra SSR luôn. Ôi, thần tôn quyền. Trời ơi, ngon. Nhìn lịch lãm đẹp trai ghê không? Trời ơi, ôi, nữa hả, tôi tưởng đâu là được nữa. Trời ơi, ấy, đây nè. À, mạo xưng triệu ngoái. Ủa mày nghĩ sao vậy, tao còn mạo xưng. À, VIP 3 mới có thể ra thi mấy hả. Hay gì đây. À, à, nạp là được hoàn trả. Ồ, tích nạp nè anh em. Ồ, ồ, nhận quà, nhận quà. Nhận quà, ok, lấy luôn. Có gì nữa đây, lấy luôn. Ok, nhận hưởng rồi gì đây, sự kiện. À, đây. Gì ta, tụi nói gì boss mình đang ké hay gì vậy. Đây, 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 ôi, vé chiêu mộ sử dụng gì đây. À, mở ra là được ba con tướng luôn hả, này là điểm danh. Rung cây nhát khỉ. Ồ, vé nè hả. Chiêu mộ cao cấp. À, chiêu mộ cao cấp. Ồ, hình như chúng ta còn 50.000 đó anh em. Đó. Tại gì hả? Lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Tại vì anh em. Đó. Muốn nạp nữa thì bỏ vô. Ok. Tướng nè. Ôi ôi. Giờ mình không hít con này ra trận. Mình nhét vô. Mình lấy tôn quyền. Con này con gì? À, con này là con Gia Cát Lượng. Ừ. Ok. Rồi. Game quá là dễ chơi luôn. Anh em nào có chơi thì có thể tải về và trải nghiệm ha. Linh thì heo sẽ để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha anh em ơi. Ôi, tính ra Gia Cát Lượng đánh hơi yếu nha. Ok, khoan để ta thử mấy con kia luôn cái. Ra trận bảo tồn. À, hình như là mình phải nâng cấp nó lên nữa. À, nào bây giờ. Ủa, hay có bạn. Ồ, con này nó đánh 1-1 anh em ơi. Tôn quyền đánh có 1-1 à. Vậy thì mình sẽ thử con đây, ngoài cái đúng không. Nâng nó lên luôn. À, tử hoàng. À, thần tử hoàng. Ok. Đúng rồi. Ôi, nhưng mấy con này là đam mấy không à. Đam 1-1 không à. Hiện tại là mình cần đam quần công các bạn ơi. Nên là lấy điệu tử long là một sự lựa chọn sáng suốt rồi. Nhớ thăng cấp nó lên. Đó. Rồi, giờ là vô càng không mà chứ không có đánh được. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, ở đây còn có bét luôn nữa nè. Trời ơi, bét gì vậy? Bét gì đẹp trai đẹp gái vậy bộ. Đó, đó. Ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ừ đúng rồi, trong túi chúng ta là còn thêm cánh nữa nè.
Rồi, đây, cánh đâu nè, ngựa đâu nè, xích thố nè hả? Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. 55 cái nhiệm vụ nữa là mở cái cánh. Ok, bye bye.